Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu phán với các môn đệ: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. Như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh thầy thì người ban cho anh em. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Anh chị em thân mến, tiêu chuẩn nào để thỏa mãn điều kiện là người môn đệ của Chúa Giêsu? Ở đây chúng ta hãy chú ý đến chữ là môn đệ, để chúng ta phân biệt với một cụm từ quen thuộc khác mà vẫn thường được dùng là làm môn đệ, xem chúng ta đang thuộc dạng nào, làm môn đệ hay là môn đệ. Chữ là theo nghĩa triết học, nghĩa là tự bản chất nó là một từ chuyên môn diễn tả nó là bản thể. Nói cách dễ hiểu, khi nói tôi là môn đệ có nghĩa là tôi đã là môn đệ, đã sống đích thực là người môn đệ giống như Chúa Giêsu muốn. Và không những thế, tôi vẫn và luôn là người môn đệ như thế, không thể khác đi, giống Chúa Giêsu và nên một với Chúa Giêsu. Còn khi tôi nói là môn đệ, nó mang tính chủ động, cố gắng của tôi. Có thể tôi đã làm hoặc là đang làm và muốn trở nên giống như thế, coi như một quá trình đang nên hoàn thiện. Có thể hiểu theo nghĩa là chưa đạt đến cảnh giới của người môn đệ đích thực. Một ví dụ nữa, khi nói tôi làm giáo dân của một sứ đạo thì có thể tôi đang làm bổn phận như một giáo dân. Chưa chắc tôi là giáo dân của xứ đó. Còn tôi là giáo dân có nghĩa là người thuộc xứ đó, có đủ mọi bổn phận và trách nhiệm của tôi với giáo xứ nhà. Qua đoạn tin mừng này, Thánh Gioan soi sáng cho chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của từ là môn đệ. Làm môn đệ thầy Giêsu, tiêu chí ở đây là, nói khác, điều kiện cần và đủ của một người môn đệ Chúa Giêsu là ở lại, giữ giới răn và được tuyển chọn. Môn đệ là người được Chúa tuyển chọn. Môn đệ phải ở lại trong tình yêu của thầy, và môn đệ phải giữ giới răn của thầy. Tất cả do tình yêu mà chọn. Ở lại trong tình yêu của Chúa Kitô để nên một với người, và buộc phải sống cho tình yêu đó, bất chấp phải hiến mạng sống vì tình yêu vị tha ấy. Thế nên, thường ngày, có thể chúng ta chỉ mới dừng lại làm môn đệ của Chúa. Chúng ta nỗ lực và cố gắng, nhưng mình lại thiếu tình yêu. Từ đó làm cho đời sống người môn đệ trở nên nặng nề. Nó như là một bổn phận. Khi làm môn đệ, chúng ta sống như một người con được sinh ra và hoàn toàn cho ơn gọi đó.
được tuyển chọn nhưng chúng ta không từ khước, được đắm chìm trong tình yêu tự hiến nhưng chúng ta không thấy phải hy sinh mất mát, được sống cho giới luật yêu thương nhưng chúng ta không coi đó là điều bắt buộc. Bản chất của mọi sự là tình yêu và bản thể của môn đệ là tự hiến như Thầy Giê-xu. Chúng ta hãy nhớ điều này. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Hãy đọc đi đọc lại và nhập tâm điều này để chúng ta mãi mãi là môn đệ của Chúa Kitô. Amen.